Cô, Đúng. dạ, là cái khó khăn cái trăn trở thì sao cô có thể chia sẻ không cô? Khó khăn trăn trở thì trong cuộc sống thì nói chung ra thì nó cũng ổn, tại vì già rồi cũng không ăn uống bao nhiêu, giả lợi trong đây thì sống thì cũng có Phật tử ủng hộ về rau cháo cơm nước gạo thóc có, nhưng mà cái khát khao nhất của cô là cô chỉ mong tiền để làm cái biển hiệu 100 triệu thôi chứ không nhiều, là xin cái biển hiệu. Còn lại nếu mà điều kiện như bây giờ các cháu về đây mà có cái duyên với cái tâm bảo của cô, nếu mà có điều kiện giúp đỡ được cô cái gì thì giúp. Giờ cô thiếu thì đời mà con đâu có nhiều đủ, nhưng mà giờ nó cứ thiếu, cô cũng không biết cô thiếu gì, tại vì cô không có quan tâm vật chất phần trần, cô chỉ nghĩ là toàn tâm toàn ý lo tâm bảo thôi. Do đó thì bây giờ cô cũng biết cô thiếu gì, thì nói chung là tiền điện tiền nước cô đều có dưới số cô đóng, tiền gạo tiền dầu ăn bột ngọt thì có huynh đệ cho, thì nói chung là cái cuộc sống cô tuy là nó không dư nhưng mà cũng đắp đổi, nghĩa là được con cái là nó không nhàn cái tâm, mình cũng không kêu gọi. Nếu mà kêu gọi đó, thì cô cũng cảm thấy cô ấy ngại, tại cô chưa là tu sĩ thành ra cô cũng không dám kêu gọi, nhưng mà cái tha thiết của cô từ nào tới giờ là cô mong có cái biển hiệu, thì có người đứng ra nói là nếu cô có 100 triệu thì người ta sẽ xin cho cô được cái biển hiệu, thì cô chỉ mong cái biển hiệu thôi. À còn về vấn đề như ví dụ như giờ các cháu và mạnh thường quân có thương chùa thì cho cô một bao gạo hoặc là bịch bột ngọt hay là chai dầu ăn để cho sư cô ở đây với cô là hai thầy trò ăn là được rồi, chứ còn cô không có cái mộng lớn, cô không có xin xỏ gì hết á, cô chỉ xin tiền cái biển hiệu. Rồi cô cũng ráng cô có bàn với lại cô sư cô nói bây giờ cô ở đây cô giữ chùa để con ráng đi bán để rồi có con mượn tiền góp tiền hụi gì đó, rằng con có 100 triệu á con làm cái biển chùa, cái biển hiệu chùa, là hai thầy trò có bàn nhau vậy thôi. Thì giờ nếu ở đây mà các cháu mà có tâm về Phật pháp còn muốn giúp cô thì thương cô thì cứ giúp cho cô được cái biển hiệu là con mừng rồi. Con cho em phép ngồi với sư cô tí nha. Thì sư cô ơi, trước đây sư cô có từng giúp cho một cái thầy là thầy Thích Thiện Tấn. Có thầy Đức Thượng Tấn thì nói chung cái tâm bảo thầy Điện Tấn ở đó rồi, ngắn nó làm hồ bác thượng Tại sao có cô lại bác không nghĩ là đơn giản như thế này, là cô bán vé số mà cô lại có khả năng cô lại giúp cho người khác? nói đúng ra nếu nói là cô giúp thì nó cũng không đúng, khả năng cô già cũng không giúp đúng, nhưng mà được có cái là cô nhờ mạnh thường quân cô xin xỏ được, cũng như cái tâm bảo này là cũng nhờ Phật tử cho, chứ nếu là bản thân cô bỏ tiền ra thì cô không có. Còn như dưới kia tuôn cô xin gạch cô xin xi măng rác đá cô xin mạnh thường quân mượn chút chút để dựng lên, Cái điều thật sự của con là cô chưa xuất gia, đúng nhưng rồi. mà cô lại đi bán với vị số bán là cô giúp cho người khác xây am, rồi giúp cho họ tu hành. Và cho con hỏi một chút nha, thì trước đây là cái ông thầy Thích Thiện Tấn này là ông tu ở đâu? Ông tu ở chùa Linh Hòa. Và tại sao ông bị ra ngầu tu như thế này cô hả? À, khi mà thầy Tấn đi ra đời thì cô không có ra đời, nghĩa là ở trong chùa không ở, đi về ngoài đời thì cô có nghĩ đệ tử nhà Phật mà giờ cứ để mà sống giáp dưỡng vậy thì nó cũng chạnh lòng, tại dù gì mình con Phật mà giờ thấy đệ tử nhà Phật ở ngoài vậy nên cố gắng vận động cũng xin huynh đệ người cái cây người cái cột rồi người gạch xi măng để dựng lên cái tam bảo. Còn các đức Phật ở trong thì của cô cũng có một phần, còn một phần thì của thầy cũng như xin người ta, chỉ cần nếu nói là thầy làm hồ để thầy dựng tượng hoặc cất nhà thì không có, hoàn toàn là không có. Cô lấy cái tâm chân chính của người Phật trước tâm bảo là cái chuyện đó là thầy không có. Là chính tay cô là người hỗ trợ mới là người kết nối để xây Đúng rồi, cái am đó. công này của thầy vật tư là của cô, nhưng mà công thì của thầy, vật tư là cô quyên góp, còn công của thầy xây. Trung thực mà nói, tại vì trước cho tam bảo là cô không có nói sai. Nếu như không có cô thì cũng không có chùa, không có ăn ở đâu. Đúng rồi, Thì tại con cho hỏi tại sao nha, tại sao mà cái việc thầy tu ở trong chùa đang tu vậy bị đuổi ra cô hả? cái chuyện đó thì nội bộ nhà chùa thì không, cô không rành, cái này cô không giấu giếm nhưng mà cô không rành, cô không biết, cô chỉ sót cái là đệ tử nhà Phật đi ra ngoài thôi, cô ấy như cô không tìm nguyên nhân, chứ nếu cô tìm kỹ nguyên nhân thì cô không có lầm. Nghĩa là cô thấy ra ngoài như vậy là cô tội nghiệp, là cô vận động huynh đệ giúp đỡ cô, rồi cô cấp cho thầy cái cấp thôi, chứ còn cô không có biết cái nội tình bên trong, tại vì cô thì tuy là cô không đồng tròn với vuông nhưng mà bản thân của cô á, là cô chỉ muốn như thế nào để đem cái giáo lý Phật pháp tới dân, vậy cũng nhờ quý sư quý thầy về đây để dẫn dắt còn nhiều quần hóa chúng sanh đây tu tập đấy.
mình giờ tuổi tôi già lớn tuổi rồi, giờ tôi đâu có làm được cái gì ngoài cái tiền từ kiếm cái phước, kiếm cái phước để mai mốt về đất đất cái trời. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, chứ còn bây giờ hỏi con cái gì giàu có gì nữa. Bây giờ cô xin nhiều cũng để làm gì, sống ăn đâu. Nhưng cho hỏi tôi kỹ nha, thì nhân viên nào mà tự nhiên cô lại giúp cho ông thầy cò đi, thì nói chung là ông gọi là thầy cò, năm sau đang gọi như vậy, thì tại sao lại cô đột ngột cô từ bỏ cô đi chỗ khác, cô để cho ông tu vậy đó? Thì nó có trong cái quan điểm nó có những cái nó không có hợp, tại vì nó là thầy, nhưng mà đi vào thứ nhất đi dân đường luyện, cái thứ hai nữa thì vợ thầy về, vợ thầy về rồi cái kiểu cái sinh hoạt đó thì cô thấy nó sao sao, nghĩa là cũng như là người ta không đuổi cô, nhưng mà cái kiểu người ta làm thu buồn hơi thu kiện. Nghĩa là khi cô đến không ai nói với cô, hoặc là người ta lấy mặt cô, hoặc là như thế nào đó, là cô cảm thấy thôi cô giao cô đi về đến đây. Với lại con nghe nói là thầy ổng nhiều vợ lắm hả cô? Ổng thì cũng hai ba vợ, ổng vợ gì chứ cũng không nhiều lắm. Cái lúc mà được nhận, cô nghe nói là lúc được nhận tiền đó, là cũng có vợ gái gì đó. Cái đó là cô không biết rành, cô chỉ thấy trên mạng là thầy cầm 200 triệu thôi, là mấy người huynh đệ kia người ta đem mạng lại cho cô coi. Vậy cô thấy vậy cô nói rồi, thêm một nguồn thiêu thân rồi, tôi đã làm rồi, giờ thêm thiêu thân nữa thì cô chỉ cười thôi, cô không nói gì hết. Như thường cái hồi xưa mà khi mà thầy chưa có còn ở dưới mà tôi còn tá lui thầy, thì chiều thầy chở vợ thầy đi rước cháu ngoại dẫn mặt đầu đạo. Vẫn mặc đồ đạo nhưng mà chở vợ đi, nên tôi cũng có khuyên về thôi, những cái lúc đó thì mình nên mặc đồ đời đi. Dạ đúng rồi. Khi nào vô chùa thì mình mặc đồ khác, y áo đàng hoàng, còn nếu mà ra đời thì đừng làm như vậy. Chứ giả là như đi để làm hồ thì cũng không nên mặc đồ thì chùa vô, cái đó là vô giác Phật pháp. Dạ đúng rồi. Quá mà như bây giờ á, nếu mà tôi nói lên đây như vậy á, thì quá ra là đạo ấu đạo. Thế tôi không nói được nữa. Có những cái đó của tôi cũng rất là bức xúc, nhưng mà tôi không nói được lý do đó, tôi không nói được. Chỉ nói là bây giờ là nếu các em cái nào thôi khó khăn nào cho qua được thì thôi cho qua, nếu biết thầy vậy thì thôi đừng có hỏi thầy nữa. Con không có đắc thầy, con chỉ đến đây để con chia sẻ, cũng như là có một người quay phim trước đây của thầy là dàn dựng để trục lợi dụng thầy đang tu. Chuyện tu hành của người khác mình không can thiệp được, nhưng mà lợi dụng cái tu và đánh vô tấm lòng của người từ thiện á, họ kêu là làm hồ này kia rồi để trục lợi, cái đó là sai. Tụi con không lên án thầy, mà tụi con đang lên án cái việc là cái thằng mà quay phim á, nó đang làm cái việc mà tái lương tâm, nó lừa khán giả, nó lừa mạnh thường quân để trục lợi, giúp cho người ta, giúp cho thầy được, nhưng đâu đó cũng có một số ít nào đó có thể lấy được. Tại vì tụi con làm được một cách lương tâm, trước khi muốn giúp ai đó tụi con sẽ đi tìm hiểu, tìm rõ những người đó ở quanh xóm họ nói gì về ông thầy này, rồi con tụi con mới giúp. Nhưng thật sự khi mà tụi con đi tìm hiểu là ông thầy này có nhiều đời vợ khác nhau, và cái việc tụ tập của ông nó không chân chính, hiểu không? Thì con muốn lên án thầy, con chỉ lên án cái việc mà thằng quay phim ấy nó là lạm dụng thầy, đó là cái điều mà kỵ nhất trong cái Phật giáo, là lừa đảo. Lừa đảo hay nữa, đó là nỗi đau của Phật. Dạ, nỗi đau thật sự rất đau. Nên khi mà các cháu hỏi thì cô có sao cô nói vậy, nhưng mà cô cũng rất là đau, dù gì cũng đệ tử Phật. Nhưng mà cháu rất là ngưỡng mộ khi mà con thấy cô là một người bán vé số, một người dân bình thường, chỉ là một người cư sĩ thôi, không xuất gia, nhưng mà cô lại có cái tâm xây am, xây chùa. Ba ngôi con được biết là cô cái ba ngôi là cái gì, cũng rất là ngưỡng mộ khi mà cô đi bán vé số mà cô lại làm những điều mà không có phi ai thường. Làm được, cô làm một điều con rất phi thường. Không phi thường đâu, các con nó có cái nghề. Gia đình cô giàu lắm à? Dạ, gia đình cô giàu. Gia đình cô giàu. Tại sao lại cô nghĩ là cái hướng mình bán vé số là gì? Chồng cô là làm giám đốc nhà ăn hưu rồi, con cô là một kiến trúc sư, hai kỹ sư, một bác sĩ, nói chung là con cái tôi thành đạt hết. Nhưng mà cái việc làm của cô là cô không lấy tài sản của gia đình, nghĩa là cô khi cô phát tâm ra để cô trải cái thân tứ đại này để phục vụ dụ nhân sanh, thì cái khả năng của cô có nhiều, cô làm nhiều, công sức của cô không xin tiền nhà. Mình phải bơm trả cái công sức là từ thì như vậy mới là phi thường. Đó, điều rất là phi thường. Đó, cô không đụng vô. Chứ nên nhiều người là thấy cô người ta khóc. Tôi nói trời ơi, ba cái ngôi chùa mà để bán vé số, tôi nói đừng nói vậy.
cái nghề giấy số là nghề chân chính mà. Đúng rồi, đúng cái rồi. Cái nghề chân chính, tôi làm tôi kiếm đồng tiền chân chính. Thì cô làm cũng rất là ngưỡng mộ. Cả thế giới này chắc chắn ai mà nghe tới cô lại là rất là ngưỡng mộ. Là sẽ ngưỡng mộ cô. Hỏi thì cô pháp danh cô là tự nhiên hay là cô pháp danh là Diệu Phước. Cô là Hoàng Thị Phước mà pháp danh của cô là Diệu Phước. Diệu Phước. Diệu Phước. Dạ. Còn bây giờ là nếu mà nói về mà lập chùa lên đó thì cô cũng đa tạ là công đức của Phật tử khắp nơi. Dạ. Là nó đúng ra là cô đứng lên đó thì cô có một thôi. Còn lại là đa số là huynh đệ giúp cô, dạ, là Phật tử giúp cô chứ, dạ, còn một mình cô làm không có lên non đâu, không có lên được được như vậy đâu. Là cũng nhờ huynh đệ, người hết người ta cũng quan tâm Phật pháp, ta cũng thương cho cái hoàn cảnh mà cô thương tâm bảo thương Phật vậy, dạ, ủng hộ cô. Sau này con cho con hỏi dừng lại cái câu chuyện của cô xuống thì cho con hỏi một tí là sau mà cái việc mà cô rời đi không ở cái am của thầy cò nữa thì thầy cò đến đây có đến đây làm phiền không cô ạ? Không, thầy luôn không có đến làm phiền, nghĩa là giữa thầy với cô là đừng ai nấy đi vậy thôi. Dạ. Không, thầy cò cũng rất là hiền, nhưng có cái là cũng đi sai thôi. Không đi sai Phật thôi. Còn này vấn đề mà vợ con của thầy thôi, Phật nó thông qua, nó nói là tu căn này trả quả đền. Dạ. Nếu mà cái phần của thầy chưa giúp nợ thế gian thì thầy làm gì chuyện của thầy. Còn bây giờ nếu thầy chưa chân chính thì một tổ gia hộ cho thầy có cái phước báo gì sao, nếu thầy sai thì sau này thì luật nhân quả thầy hưởng. Dạ. Còn mình không dám nói gì hết con ơi, con không dám nói. Đúng rồi, cô đã trao đổi với con một ít như vậy là đã quá đủ rồi. Thì con đủ hiểu được câu chuyện của cô đã nói rồi. Hiện tại thì bây giờ thì con thấy trong chùa mình, ở trong am của mình thì đã có thờ cúng đầy đủ. Nhưng mà con không biết là thật sự con đến đây con muốn chia sẻ cái điều mà cô làm được cho cái Phật giáo của chúng ta. Nhưng mà ở đây cô còn thiếu gì nữa cô ạ? Đây là cô giờ cô chỉ thiếu tiền làm biên hiệu chùa thôi. Có biển hiệu chùa là mình chưa có đúng không ạ? Chứ như đó rồi. Rồi dạ. Cô không xin biên hiệu chùa. Tại vì trong cái program á, biển hiệu chùa là 200 triệu. Dạ. Còn ở tỉnh Tháp là 100 triệu. Dạ. Mà cái mong muốn của cô là còn nhỏ nhoi lắm. Chỉ cái tỉnh Tháp có 100 triệu dạ. Nhưng mà cô chưa có. Dạ. Thì cô cũng ráng, cô cũng tính là cô ráng cô đi bán giấy số rồi cô cho hụi rồi cô gom. Năm nay cũng được thì quăng năm. Cô vẫn đang cố gắng từng ngày để đúng mình quyên góp mình xây cái cổng đó. Quá phi thường cô ạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi đó cô ạ? Cô 65 rồi. Cô 65. Thì cô làm cho xong rằng cô đi về với cha với mẹ chứ lỡ không xong cô bỏ ra dở cô về sao chịu tốt. Dạ. Ở dưới đời Phật không cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Nếu mà các cháu mà giúp được cô mà cô có được cái biển hiệu chùa thì cô cũng đa tạ công đức, cô cũng cầu phước báo cho các con. Tại vì cô bây giờ có năng lực rất là cao. Nam còn từ phần mét 7. Từ phần mét 7, cô có đây cô vẫn còn có cần Phật bà đúng không? Bà. Cần, cô cần. Dạ thì nãy đây con gì cũng nói lên anh em của con á. Tại vì cái tượng Phật này á, của anh ta cũng dường nhưng mà bây giờ nó nứt rồi. Dạ. Đời hổm là có ông cũng tiên tri lắm. Ông mới lại đây ông nói thôi giờ tạm thời cô ba thờ tượng này đi. Sau này thế nào cũng có người cúng dường cô ba đổi chứ thờ Phật mà nó bị thương tật nó không tốt. Dạ đúng rồi, không nên. Thì cho, dạ. Cho xin phép con đi quay một tí không? Đúng rồi, đúng rồi. Cho con đi quay một vòng thành thất nha con. Dạ thì bây giờ em sẽ quay một vòng ngôi tam bảo của cô Diệu Phước cho quý vị xem nha mọi người. Dạ thì đây là em đang ở phía trước, em quay ở bên trong vô thì ngôi tam bảo của cô Diệu Phước thì nằm ở Đức Huệ Long An nha mọi người. Đây em sẽ vô bên trong cho mọi người xem kỹ bên trong nha mọi người. Thì cô là một người rất là hiền đó mọi người ạ. Cô phải người dân ở làng ở đây nói cô rất là ham mê mà xây dựng chùa như xây tam bảo rồi mọi người. Thì ngôi tam bảo mà thầy cò hiện tại trong phía sau nhà của thầy cò là cũng là một tay của cô dựng lên rồi để lại cho thầy cỏ mọi người. Thì sự chụp bên trong thì cô không có nói được thì cho nên cô mới đi, cô bỏ cô đi ra phía ngoài này cô ở. Thì cô
nay là 65 tuổi rồi mọi người ạ. Nhưng mà đi bán từng tờ vé số để mà lo cho những ngôi tam bảo. Hiện tại là cô có 3 ngôi tam bảo rồi mọi người ạ. À, một điều rất là phi thường, cô cũng lớn tuổi bán vé số. Cô tuy bán số không được nhiều tiền nhưng mà cô viên góp, cô động viên những Phật tử, quý Phật tử và những người từ thiện mọi người, cô chú từ thiện để mà xây am lập tam bảo mọi người. Thì bên trong ngôi tam bảo của cô thì cũng rất là đơn giản mọi người ạ. Thì hiện tại thì ngôi tam bảo của cô giờ cũng như là chia sẻ của cô, cô đang bán vé số để dành dụng mà chơi hụi, góp hụi để dành mà làm cái cổng hay là cái biển của chùa mọi người. Thì mới tập trung khách, quan khách đến rồi nhiều mới cho mọi người, chứ còn không là không cho tập trung á mọi người. Thì qua video này á, em cũng mong các quý Phật tử biết đến thì ủng hộ và giúp đỡ ngôi tam bảo của cô Diệu Phước nha mọi người. Dạ đây nè cô chú anh chị ạ. Vậy đây là tượng Phật Quan Âm đứng đã bị nứt như lời chia sẻ của cô Diệu Phước, để em sẽ gần cho mọi người thấy nha. Đó mọi người, tượng Phật nó bị nứt vậy đó. Thì và video này em cũng mong cô chú anh chị giúp đỡ cô Diệu Phước cũng như là ngôi tam bảo để cho mà hoàn thiện theo mong muốn của cô Diệu Phước các mọi người. Thì cô cũng rất là tội bán cái số thì không biết khi nào mới được tiền mà làm bán hiệu 100 triệu các mọi người ạ. Thì qua đây thì em cũng mong là sẽ được cô chú anh chị giúp cho cô Diệu Phước để sớm hoàn thành cái tâm nguyện của cô. Dạ. Dạ thì số điện thoại liên hệ thì em bỏ trên màn hình đó, mọi người thì muốn có liên lạc hay là giúp cô thì liên lạc vào số này nha mọi người. Dạ thì video em cũng xin kết thúc tại đây nha. Dạ em cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi video ạ. Dạ, mọi người xem nhấn đăng ký giúp em và để theo dõi những video sau nha mọi người. Em cũng xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.